như cái lô này là cái giao một, giao một ha, giao một tức là ghép một lần là nó dính ha, là giá ha, giá ly đang bán thì ly sẽ báo rồi. Còn những cái đơn vị khác người ta sẽ ghép tức là giao hai ha, ghép một lần không dính, người ta sẽ ghép lại lần hai thì giá nó sẽ rẻ hơn một tí xíu, và ghép lại lần hai nó không dính thì người ta sẽ cắt đầu, sẽ ghép lại lần ba thì nó sẽ rẻ hơn một tí xíu nữa. Nhưng mà những cái cây giống đó thì quý bà con chúng ta trồng thì nó sẽ chậm lớn. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít cột đỏ sơ vàng lá bầu Indo nha. Nơi đây là nơi sản xuất cây giống của bên trung tâm cây giống luôn ha. Đây đã thành phẩm rồi nè, đang trực tiếp xả nắng hoàn toàn luôn nha. Nơi đây cũng như là nơi để lấy bo nè, lấy bo rồi Ly sẽ ghép tại chỗ luôn. Cái khu này thì trồng khoảng là hơn 4.000 cây để lấy bo thôi nha bà con, lấy bo để ghép rồi sẽ ghép tại chỗ giống như vậy luôn nè. Đó, đây đã soạn ra rồi nè, đủ tiêu chuẩn trồng hết rồi ha bà con, đang xả nắng nè. Nếu như quý bà con chúng ta nào thích đầu tư về giống mít cột đỏ sơ vàng thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống và có hỗ trợ kỹ thuật trồng cho quý bà con chúng ta luôn nha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây giống ha, mời quý bà con chúng ta cùng đi xem một vòng nha. Bên Ly mới vừa soạn ra ha, mới vừa soạn ra chuẩn bị giao cho chủ đầu tư 2.000 cây nè. 2.000 cây ha. Số lượng thì còn khoảng là hơn 100.000 cây thì Ly đang ghép cái đợt này nè. Ly sẽ đi quay cái cây to trước đi, rồi sẽ đi quay cái cây lô mà chưa ghép, cái lô mà đang rút bịch ha, sẽ nói chuyện với nhau á bà con. Đây mấy anh cũng đang chuẩn bị rút ra, thì bên Ly sẽ làm là hai phân khúc nha bà con, hai phân khúc khác nhau. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng phân khúc như thế nào ha, Ly chia sẻ luôn nè. Cái lô giống như vậy á thì là gốc từ 1/7, từ 1/7 ăn lên là một kích cỡ nha bà con. Rồi từ 1/7 trở xuống, tức là từ 1/2 đến 1/7 đó là một cỡ nha. Thì nơi đây thì nó chất chung lộn xộn với nhau, cũng chưa có phân loại ra được nữa nè. Đợt chiến gọi chưa có phân loại ra được, và cũng có cây to hơn nữa, tùy theo quý bà con chúng ta có nhu cầu như thế nào thôi. Với gốc to gốc nhỏ gì thì bên Ly vẫn có ha. Bên trung tâm cây giống làm hàng cũng rất là kỹ nha bà con nè. Cắt đầu mít thì cũng có, giống như là cũng có người nắm bệnh trên cái đầu nè, tránh tình trạng bệnh nó sẽ rút vô cái thân cây ha. Có quét hết rồi, có quét phân thuốc hết rồi. Cây thì bo tược rất là mập nè, chi tàn ha, được trực tiếp xả nắng hết rồi. Quý bà con chúng ta lấy cây giống về là trồng ngay thôi. Thì ngày hôm nay thì bên Ly có chương trình khuyến mãi giống như tháng 8 nha. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 8 thì Ly có chương trình khuyến mãi tới ngày 10 tây tháng 8 nha bà con, tức là trong vòng là từng một tuần lễ. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng mít cột đỏ sơ vàng lá bầu Indo mà số lượng từ 500 cây đổ lên ha, từ 500 cây đổ lên thì bên Ly có gốc thì từ 1/2 tới 1/7 Ly chia sẻ đó ha. Nếu như anh chị nào trồng số lượng mà 500 cây thì là giá là 30.000 một cây ha, 30.000 một cây nha bà con. Còn nếu như anh chị nào mà trồng số lượng 1.000 cây thì là giá 27.000. Đó, quý bà con chúng ta lưu ý ha. Nếu như chúng ta mà trồng 500 cây thì là giá 30.000 một cây, gốc từ 1/2 tới 1/7. 1/2 tới 1/7 là gốc như thế nào thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn. Từ 1/2 tới 1/7 thì nó sẽ nằm giống như vậy. Đó. Thì nó sẽ nằm giống như vậy nè. Đó. Ha, đây. Từ 1/2 tới 1/7 thì Ly cũng có rút ra hết rồi, rút ra để giống như vậy hết rồi nè. Đó. 500 cây là giá 30.000 một cây nha bà con. Còn anh chị nào mà mua số lượng 1.000 cây thì là giá 27.000, là đối với gốc mít ruột đỏ sơ vàng ha. Mít ruột đỏ sơ vàng thì bên Ly cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng và có hợp đồng chuyển giống cho quý bà con chúng ta. Quý bà con chúng ta không cần mà sợ, giống như là sợ nhầm giống này ha. Tơ lô to hơn tức là từ 1/7 ăn lên, từ 1/7 ăn lên. Nếu như quý bà con chúng ta mà đầu tư số lượng là 500 cây, 500 cây nha bà con, gốc từ 1/7 ăn lên, bo tược đẹp mập ha, là giá 35.000 một cây nha ha. 35.000 một cây là đối với quý bà con chúng ta đầu tư thì từ 500 cây đổ lên nha bà con. Ly báo giá sỉ nha. Còn giá lẻ thì bên trung tâm cây giống đang bán với cái giá là 40-50 nha bà con. Ly báo giá sỉ cho quý bà con chúng ta ha. Thì nơi đây là nơi ghép cây giống nè, giống như cái nguồn bo này quý bà con chúng ta thấy không ạ? Nguyên cái khu này hơn 4.000 cây nha, hơn 4.000 cây. Bên trung tâm cây giống đang lấy bo để ghép nha. Rồi sẽ ghép tại chỗ giống như đây. Ghép thì cái khu ở trên kia kìa, rồi sẽ đem xuống đây nuôi lại. Đây sẽ đi một vòng cho quý bà con chúng ta xem nè. Bên đây là cây gốc nhỏ nha, còn bên đây là cây gốc to. Số lượng thì không giới hạn thì Ly sẽ làm giá sỉ, cũng như là cho quý bà con chúng ta nào thích đầu tư về giống mít cột đỏ sơ vàng lá bầu Indo này. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi là bán giá, thì giá thì tùy theo thời điểm và tùy theo thời vụ nữa nha. Thì ngày hôm nay Ly sẽ báo giá cho quý bà con chúng ta là ngày 3 tây tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 10 nha bà con, hết ngày 10 tháng 8 năm 2023 nha, tức là 7 ngày ha bà con.
Anh chị nào mà muốn trồng mít cừu đỏ sơ vàng thì anh chị cứ việc đặt hàng ha. Đặt hàng của bên trung tâm cây giống thì là giá gốc từ 1/2 tới 1/7 là giá 27.000 nếu như quý bà con chúng ta mà đầu tư số lượng 1.000 cây ha. Còn anh chị nào đầu tư số lượng 500 cây thì là giá 30.000 một cây nha bà con. Gốc thì gốc thẳng, gốc đỏ nha. Bên Ly sẽ làm là gốc thẳng, gốc đỏ. Đây, gốc rất là thẳng, gốc là đỏ đây. Chiều chưa tưới nha, chiều chưa tưới nữa. Gốc thẳng, gốc đỏ, đặc biệt là không nước thân hết. Còn bên đây là gốc to. Gốc to thì gốc siêu vip rồi. Quý bà con chúng ta nhìn nè. Bo nè. Đó. Hiện tại bây giờ mít trái đang lên nha bà con. Hiện tại bây giờ mít trái đang lên và cây giống nó cũng có nhóm lên từ từ. Nếu như cô chú anh chị nào xác định trồng mít cừu đỏ sơ vàng thì chúng ta đầu tư ngay lúc này nha bà con. Đầu tư cây giống ngay lúc này thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Giá trái hiện tại bây giờ thu tại vườn loại 1 thì cũng là 45.000 trên 1 kg, loại 2 là 35.000 ha. Loại 3 là 25.000 nha bà con. Mít cừu đỏ sơ vàng thì chúng ta trồng á thì năng suất nó sẽ cao hơn. Cao hơn thì Ly sẽ so sánh về cây mít Thái nha. Nó sẽ cao hơn cây mít Thái của chúng ta, thậm chí là gấp 2 gấp 3 lần luôn nha. Cái mùa đầu tiên á, tức là mùa cho trái bói á, thì cái cây mít cừu đỏ sơ vàng này có thể là chúng ta nuôi được khoảng là từ 2 đến 4 trái trên một cây nha bà con, trên một vụ đầu tiên. Còn cây mít Thái thì chúng ta chỉ nuôi được 1 trái đến 2 trái thôi ha. Đó, nó sẽ năng suất cao hơn gấp 2. Và bản này nó sẽ hạn chế nứt thân xì mũ trên cây. Hạn chế nha bà con, tức là nó chỉ có 1% đến 2% trong khu vườn nhà mình thôi. Hầu như là nó cũng không có luôn nếu như quý bà con chúng ta chăm sóc tốt ha. Còn Ly sẽ quay cây giống nè. Cây này là gốc siêu vip rồi. Gốc siêu vip rồi nha. Thì bên Ly có nhận hợp đồng ghép cây nữa. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta mà muốn đặt mà bên Ly ghép mít siêu sớm nè, hoặc là mít tú nữ này ha. Nếu anh chị thì chúng ta thích trồng cái cây giống gì á mà yêu cầu bên Ly ghép hàng thì bên Ly cũng dẫn ghép cho bà con. Khu ngoài kia là 4.000 cây. À, lấy bo xong rồi chuẩn bị để trái nha bà con. Nuôi dưỡng lại cho thêm 3 tháng nữa, thức thêm 3 tháng nữa thì bắt đầu để trái được rồi. Cây giống nè. Siêu vip luôn. Cây như vậy đặt xuống lại hết luôn nha bà con. Tại vì bạn này nó quen với khí hậu nắng nóng rồi. Đặt xuống thì sẽ hết ngay luôn. Số lượng rất là nhiều nha. Thì Ly sẽ đi cái khu này cho quý bà con chúng ta xem rồi đúng không? Thì Ly sẽ đi ra khu ngoài trước. Cái khu mà ghép cây cho quý bà con chúng ta xem nè. Cái video này hơi dài nha bà con. Cây thì rất là xinh, rất là đẹp rồi. Thì bên Ly đang làm chương trình khuyến mãi á bà con. Thì em Ly sẽ nhắc lại cho quý bà con chúng ta nhớ nha, nhớ giá ha. Gốc tức là cái đường kính của cây á, đường kính của cây ha, từ 1/2 tới 1/7. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta đầu tư số lượng là từ 500 cây đổ lên ha, là giá 30.000 một cây nha bà con. Còn anh chị nào mua số lượng 1.000 cây thì là giá 27.000 một cây ha. À, 27.000 một cây là đối với cái gốc mà từ 1/2 tới 1/7 đường kính của cây nha. Còn gốc là từ 1/7 đổ lên, từ 1/7 đổ lên tới hết cốt luôn. Nếu anh chị đầu tư số lượng 500 cây thì là giá 35.000 một cây ha. À, anh chị chúng ta mà thích đầu tư về giống mít cực đỏ sơ vàng thì anh chị cũng biết được giá ha. Còn nhiều anh chị mà phân bì là giá thì rẻ hơn, giá rẻ hơn thì quý bà con chúng ta lưu ý ha. Chúng ta phải xem lại cái cây nó như thế nào. Thứ nhất là cái cây nó được ghép là giao máy nha. Tại vì cây giống nó cũng có nhiều cái cách ghép lắm nha bà con. Giống như cái lô này là cái giao một ha, giao một tức là ghép một lần là nó dính ha, là giá Ly đang bán thì Ly sẽ báo rồi. Còn những cái đơn vị khác người ta sẽ ghép tức là giao hai ha, ghép một lần không dính, người ta sẽ ghép lại lần hai thì giá nó sẽ rẻ hơn một tí xíu. Và ghép lại lần hai nó không dính thì người ta sẽ cắt đầu, sẽ ghép lại lần ba thì nó sẽ rẻ hơn một tí xíu nữa. Nhưng mà những cái cây giống đó thì quý bà con chúng ta trồng thì nó sẽ chậm lớn, chậm phát triển nha. Tại vì cái rễ nó nhiều rồi, nó cuộn ở dưới đây rồi. Tại vì một lần mà chúng ta nuôi mà ghép lại thì nó phải là từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi thì chúng ta mới bán được. Mà cái cây mà ghép lại lần 3 tức là nó phải là mấy tháng ta? 2 tháng rưỡi là 5 tháng, 7 tháng rưỡi. 7 tháng rưỡi thì nó rất là nhiều rồi ha bà con, thời gian nó rất là lâu rồi. Rễ ở trong đây nó hết chất dinh dưỡng rồi. Chúng ta trồng nó rất là chậm lớn, thậm chí là nó teo luôn. Thì Ly chia sẻ về giống mít cừu đỏ sơ vàng cái gốc đi ha, cái phần gốc đó. Ly sẽ đi quay cái khu ghép cho quý bà con chúng ta xem.
Ghép lần 1 thì người ta sẽ cắt từ 6 tấc 60cm đổ lên nha mà con. Cắt đợt 1 thì người ta sẽ cắt cao lắm. Còn ghép đợt 2 thì người ta sẽ tề lại một tí xíu, thì cái cây nó tầm khoảng là từ 5 tấc đổ lại thôi. Đây nữa là con, đây một vải nữa nè. Còn khu bên đây nữa nè. Bên đây thì cái bo nó còn ngắn rồi con, đang nuôi dưỡng lại. Như vậy đã xả nắng rồi nè. Mới xuất hết hai lô rồi. Mới xuất hết hai lô rồi. Đây. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Đây là cái lô mít ruột đỏ sơ vàng nè. Lô này thì cũng chưa xuất được đâu, khoảng là từ 15 đến 20 ngày nữa mới xuất được. Gốc nè. Cây rất là mập nha bà con. Đây, cây rất là mập nè. Phải lãi cái này bỏ nữa nè. Chưa lãi ha, chưa có thời gian để lãi. Lãi hai cái chèo bơi bên đây để nuôi cái chèo chính á, để cho nó mập ha. Gốc đây. Gốc đó là thẳng mượt nha bà con. Còn cái khuôn bên đây, cái khuôn bên đây là mới vừa rút vịt nè. Mới vừa rút vịt thôi. Gốc thì nó lộn xộn, nhưng khi mà bên ly chất lộn xộn giống như vậy á thì quý bà con chúng ta nhìn cái cây nó không đẹp ha. Phải lựa riêng ra, lựa riêng ra cái lô gốc to hay gốc to, gốc nhỏ hay gốc nhỏ, thì quý bà con chúng ta nhìn cái cây nó rất là đẹp, rất là xinh ha bà con. Đặc biệt là quay gốc cho quý bà con chúng ta xem nè, tiện gốc rất là kỹ nha bà con. Đó, tiện gốc rất là kỹ nha. Gốc đỏ, gốc thẳng, gốc mượt ha, đặc biệt là không nứt thân nha bà con. Nguyên cái khu này đang ghép là hơn 100.000 cây á. Có mít thái xưa sớm nữa. Khu này là mít ruột đỏ. Còn mấy anh thì đang ghép ở đằng kia kìa, đằng xa xa đằng kia ha. Ghép nhà luôn nha bà con, một ngày thì chỉ ghép là 5kg bo thôi. Chỉ ghép nhà chỉ có 2 thợ ghép thôi ha. 2 thợ ghép thôi, một ngày là ghép 5kg bo. Còn khu bên đây là chưa rút vịt nữa. Sẽ làm từng lô hết, sẽ nói chuyện với nhau. Tức là sẽ cách nhau một tháng nha bà con, tức là sẽ cách nhau một tháng. Cái lô mà Ly quay đầu tiên á, cây to thì hiện tại bây giờ thì bên Ly đang cung cấp. Rồi sẽ tới cái lô trong đây ha, cái lô trong đây khoảng 20 ngày nữa thì sẽ xuất được. Còn tới cái lô này giống như vậy thì tầm khoảng là từ 1 tháng đến 1 tháng 10 ngày thì sẽ xuất được các bà con. Rồi sẽ tới cái hàng mà chưa rút bịch thì tầm khoảng tháng rưỡi 2 tháng nữa thì sẽ truyền với nhau. Rồi cái mấy anh thì đang ghép ở dưới kia ha, đang ghép ở dưới kia nữa. Để đi xuống đây luôn. Nếu như anh chị nào muốn đầu tư về giống mít ruột đỏ sơ vàng mà hợp đồng trước thì có Ly có làm giá rẻ nha bà con. Thì Ly có cung cấp giá sỉ và giá lẻ luôn. Đây cái bo đây. Lú mục hết rồi nè. Đây nè quý bà con chúng ta thấy không? Đang lú mục rồi nè. Lú mục chuẩn bị rút vịt rồi. Nhú nhú lên hết rồi. Gốc rất là VIP nha. Gốc siêu VIP luôn. Đó, quý bà con chúng ta thấy quy trình sản xuất cây giống không ạ? Mấy anh đang ghép ở đằng kia ha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về khu sản xuất cây giống mít ruột đỏ sơ vàng, cũng như là chia sẻ về cái nguồn bo của bên trung tâm cây giống ghép mít tại vườn ha. Cô chú anh chị nào chúng ta có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Và Ly xin chia sẻ lại, quý bà con chúng ta đầu tư số lượng 500 cây, gốc từ 1/2 đến 1/7 nha. Trong ngày từ 3 tây đến ngày 10 tây ha, ngày 3 tây đến ngày 10 tây tháng 8 năm 2023 thì Ly có giá bán lẻ là 30.000 một cây. Ha, thì có giá là 30.000 một cây ha. Còn 1.000 cây thì giá 27.000. Còn gốc từ 1/7 ăn lên thì giá từ 500 cây đổ lên là giá 35.000 nha bà con. Cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng thì cứ trồng ngay bây giờ ha. Giá trái hiện tại đang lên và cây giống nó cũng đang lên nha. Tại vì bên Ly đang nhận hợp đồng cây giống nó đang lên thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.